FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Honduras và đội tuyển Mexico. Đây là trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực CONCACAF và trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 6:05 sáng ngày 28 tháng 3. Và ở trận đấu này, Honduras sẽ tiếp đón Mexico trên sân nhà. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà cái thì Mexico là những người đánh giá cửa trên và sẽ chấp Honduras với mức kèo là 1.25. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 1 trái và tăng là 1.5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.75 và 2.25 tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một lượt like video này, một lượt đăng ký kênh nhé. Thì mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến nhận định của mình thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình nhé. Mình có để đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận, và đường link này là đường link của trận đấu giữa Canada và Jamaica, các bạn có thể là tham khảo. Quay trở lại với phần nhận định đá, thì 5 lần gặp nhau gần nhất của Honduras và Mexico thì Honduras thắng 1 và 1 và thua 3. 5 trận thi đấu gần nhất của Honduras thì Honduras hòa 1 và thua 4. 5 trận thi đấu gần nhất của Mexico, Mexico thắng 2 và hòa 3. Và ở trận đấu này với mức tỷ lệ thế này thì mình chọn cửa đội khách Mexico chỗ này. Mặc dù cái mức kèo chấp cũng khá cao hơn một trái, tuy nhiên thì xét về thực lực hiện tại thì Mexico vẫn nên được đánh giá là nhỉnh hơn Honduras về mọi mặt. Thứ hai là xét về phong độ cũng như hành tích ở đầu thì Mexico họ cũng đang khá là vượt trội hơn. Với lại một điểm lưu ý nữa để chúng ta có thể là tin tưởng vào cửa Mexico trận này, đó là hiện tại thì Mexico đang ở vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng ở giải vòng loại World Cup khu vực CONCACAF mà thôi. Họ đang có 22 điểm và chưa chắc chắn một tấm vé đến Qatar đâu, khi mà họ đang bằng điểm với đội tuyển Mỹ xếp thứ hai và chỉ hơn đội bóng dự trận play-off chỉ là 2 điểm mà thôi. Nếu như ở lượt trận này mà Mexico không thắng nổi được Honduras thì nhiều khả năng Mexico họ sẽ phải đá play-off hoặc có thể là bị loại một cách rất là tức tưởi. Cho nên là ở lượt trận này gặp cái thủ ở bét bảng là Honduras thì đây là cơ hội để cho Mexico có thể là sớm giành vé đi về Qatar. Với thực lực hiện tại của Mexico cộng với sự quyết tâm cao độ thì muốn vượt qua được Honduras với cách biệt là hai bàn trở lên cũng không phải là quá khó đâu, khi mà phong độ của Honduras cũng không mấy tốt cho lắm. Cho nên là trận đấu này mà nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội khách Mexico chắc 1.25 hoặc là đòi kèo hạ xuống tầm 1 trái thì bao. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.25 và 2.75. Thì ngoài ra thì Mexico họ cũng đang gặp một chút bất lợi khi mà bàn thắng không bằng được những đội bóng xếp trên là Mỹ hoặc là Costa Rica. Cho nên là trận đấu này bàn thắng cũng là một điều mà Mexico họ sẽ phải cần quyết tâm để ghi bàn. Và gì đó trận đấu này Mexico sẽ thắng Honduras với tỷ số đậm 4-0 hoặc là 3-1. Cho nên là tin tưởng mình ưu tiên đi tài trong này. Hiệp 1 mức kèo chấp nửa trái số 1 trái. Thì với cái sự quyết tâm cao độ sớm giành vé thì Mỹ là Mexico họ cũng sẽ tràn lên tấn công ngay từ đầu. Và dự đoán hiệp 1 Mexico sẽ có bàn thắng, cho nên là bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đá Mexico hiệp 1 và đá tài 1 hoặc là đá tài 2 với 1 thì vào. Thì tóm lại trận đấu này khuyên các bạn chọn là Mexico và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Thì cái này là phần nhận định của mình, bạn nào có ý kiến khác thì hãy comment lên bên dưới nha. Bạn nào đồng ý với mình hãy cho mình xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Good night các bạn.